chúng ta đang có gần 700.000 quân nhân triển khai trong khu vực tiến hành chiến dịch đặc biệt. Chúng tôi yêu quý tất cả cựu chiến binh và coi họ là một phần của gia đình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc gặp binh sĩ từng tham chiến ở Ukraine. Đây là lần thứ hai Tổng thống Nga công bố tổng quân số tham chiến ở Ukraine. Con số này đưa ra cao hơn gần 100.000 người so với mức 617.000 binh sĩ được ông Putin tiết lộ hồi tháng 12 năm 2023. Bộ Quốc phòng nga đầu tháng 4 thông báo số người gia nhập lực lượng vũ trang với tư cách quân nhân chuyên nghiệp đang tăng đáng kể, với hơn 100.000 công dân đã ký hợp đồng nhập ngũ trong 4 tháng đầu năm. Luật pháp hiện hành của nga cấm điều động lính nghĩa vụ tham gia nhiệm vụ tác chiến ngoài lãnh thổ, khiến moskva không thể huy động lực lượng này cho chiến dịch tại ukraine. Quân đội nga đang dựa hoàn toàn vào lực lượng quân nhân chuyên nghiệp phục vụ theo hợp đồng dài hạn. Hồi tháng 3. Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi đó là ông Sergei Shoigu thông báo kế hoạch thành lập thêm hai tập đoàn quân binh chủng hợp thành và 30 đơn vị mới, gồm 14 sư đoàn và 16 lữ đoàn, trong năm 2024.